Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ update tiếp hai kèo mà mình đang theo đuổi từ hôm giờ mọi người cũng xem rồi. Thì sáng nay thì mình đã có làm về cái dòng tiền, phân tích về dòng tiền ở trên kênh Do Vô Cư Việt Nam. Đấy, những anh chị nào mà chưa có theo dõi kênh này thì mọi người vào theo dõi nha. Đây, ở kênh này thì mình sẽ up cái phân tích về cái chỉ số về dòng tiền đó, thì mọi người theo dõi thêm thì hôm nào mình cũng sẽ có cái phân tích về dòng tiền cho mọi người, thì mọi người có thể lựa chọn những cặp tỷ giá mà nó có cái xu hướng tốt nhất. Thì bây giờ chúng ta đang có là trong cái clip sáng nay mình có làm thì chúng ta đang có là tỷ giá mình thấy đang bay được là GUGJ, EUSD cũng được, nhưng mà mình đang theo GJ, mình đang theo GJ chứ không phải là những cặp khác mình sẽ bỏ qua. Và thứ hai là US30. Đây là cái, bây giờ mình sẽ tính ở, chúng ta sẽ review cái ông GJ này trước xem là liệu khả năng hôm nay nó đi được đến đâu. Thì trong clip trước về GJ thì mình có chia sẻ rồi, các anh chị và các bạn xem lại trong cái clip đấy thì mình có nói rằng là cái dấu hiệu của cái cây nến này là cho rằng cái vùng 37.7 đấy là cái vùng mà nó sẽ là vùng cầu tiếp diễn. Thì chúng ta thấy là ngày tiếp theo là cây nến đỏ nhưng không phá được vùng 37.7, tiếp theo là một cây nến xanh, tuy nhiên là có lực rút chân. Nhưng mà bởi vì là cái vùng này dưới này là vùng cầu nên là cái vùng cung trên này ấy, thì mình thấy là cái lực bán nó đang bị triệt tiêu dần, và đây cũng có thể tính là một cái tín hiệu chuẩn bị break của GJ. Đây là cây nến này nó cũng đóng vai trò giống là cây nến búa ngược, cây hammer. Thì mình cũng đã có lệnh buy ở đây rồi, bây giờ chúng ta phải tính xem là điều kiện như thế nào thì sẽ cho thấy là liệu là nó có đi được đến cái mức chốt lời của mình không. Kỳ vọng chốt lời của mình hiện tại đang là, chúng ta cùng đo xem, hơn 400 pip. Kỳ vọng chốt lời của mình đang là hơn 400 pip. Thế thì trên cái đoạn đường từ đây lên đây chúng ta chú ý những cái gì? Ở đây thì trên khung thời gian week thì các anh chị và các bạn thấy là dường như rằng là cái lực mua nó đang cố gắng để phá nốt cái đỉnh cũ của hai cái tuần, đây là tuần bao nhiêu, đã tuần 31 tháng 5 và tuần 7 tháng 6 đó, nó đang cố gắng để phá nốt. Thế thì trên cái đoạn đường đi của nó thì cái mốc cản đầu tiên sẽ là 1.10.8, thì có nghĩa là khi mà về đến đây thì có lẽ mình sẽ xem xét xem là liệu nó có phá được hay không để đi lên trên cái mức kỳ vọng của mình hay không, hay là đến đây nó sẽ có dấu hiệu đảo chiều. Thì với Ichi của tuần thì không có cái tín hiệu nào thực sự rõ ràng cả, nó đều bởi vì là như này là không có một cái trend nào đang rõ ràng. Nhưng gần nhất là chúng ta có một kênh kênh này thì có thể gọi là một kênh xu hướng, nhưng mà cái vị trí hiện tại của giá thì lại gần ngay với lại vùng cung rồi, nên là chúng ta chờ đợi xem cái kênh này có bị phá hay không. Thì cái điều kiện đầu tiên hỗ trợ cho cái kênh này đó là cái mức 137.7 đang đóng vai trò là một vùng cầu, tức là có lực mua vào ở đây, có khả năng ở đây thì sẽ là, nhìn như thế này thì có thể có khả năng tuần này sẽ là kết thúc một cây nến xanh ở khoảng có thể 139.6 hoặc đâu đó khoảng trên này. Chỉ cần là đóng cửa được ở tầm khoảng 139.6 qua cái đỉnh cũ một chút thì có thể thấy được là lực mua nó đang dồn vào tiếp, và sang tuần chúng ta sẽ tiếp tục là con đường bay lên. Hiện tại thì đường chi cu đường trễ là đã chuẩn bị chui vào mây, mà cái đoạn mây này là đoạn mây mỏng nhất, và mây mỏng nhất thì cái mây mỏng chỗ này á là ý nghĩa của nó là cái khu vực có mây mỏng này, tức là cái khu vực mà mình bay vào khu vực 137.6 này là
khu vực mà lực cung, vùng cung nó sẽ dễ bị phá. Mây nó rất là mỏng thì chỉ cần là mây chui được vào cái đường chi cua chui được vào trong thì có thể là nếu tuần này mà tăng mạnh lên thì có thể chui vào luôn, nhưng nếu nó cứ loanh quanh ở đây thì có khả năng thì sang tuần mới chui vào được, mới chui vào trong mây và lúc đấy mới có khả năng là bứt phá ra khỏi cái mây này đó. Thế thì với tuần là cũng đang ủng hộ như vậy thì chúng ta vào với ngày xem. Ngày thì chúng ta thấy là Tenkan và Kijun sau một thời gian là cắt nhau theo kiểu là biên độ thì bây giờ chúng ta đã thấy là Tenkan đã bắt đầu chạy lên trên Kijun sau khi cắt từ lưới lên và kéo theo được cả đường Kijun Chen đi theo, đồng nghĩa với là chúng ta thấy được là cả mây tương lai đều đang xanh và đều đang hướng lên trên. Như vậy chứng tỏ cho chúng ta là lực mua vào ở khu vực này rất là mạnh và cái vùng cầu tiếp diễn 137.7 này có khả năng nó sẽ là vùng mà đẩy giá đi tiếp theo đúng cái xu hướng mà Tenkan Kijun đang hình thành. Đó, đường Chiku thì đúng là biểu hiện của đường Chiku thì là cho chúng ta thấy là đang có một cái kênh giá rất là đẹp. Đây, để mình quay về cái đường line, sau đó mình sẽ vẽ trên đường Chiku là cái đường màu đen đấy các chị và các bạn thấy này. Ở đây ít nhất có một cái kênh xu hướng này của Chiku là đạt yêu cầu này, rất là đẹp luôn. Bởi vì Chiku nó chỉ ghi nhận giá đóng cửa sau khi hết phiên, thế nên là ý nghĩa của nó giống như là nó là đại diện cuối cùng sau một phiên giao dịch, thế nên là cái tập hợp cái đường kênh giá của đường Chiku này nó thực sự là chất lượng, nó thể hiện được cái sự tích lũy, tức là trong một phiên giao dịch thì có mua có bán, nhưng về cuối cùng là ý nghĩa của Chiku là về cuối cùng là tổng hòa các phiên giao dịch kết thúc thì đang cho thấy một xu hướng lên, và xu hướng lên này là đã có dấu hiệu break được cái đỉnh cũ ở đây, thì có khả năng là trong hôm nay là sẽ có một cây nến xanh dài của GJ lên, mình hy vọng chắc khoảng được khoảng 150 pip đi, có thể là vậy. Đẹp ở đấy là đường Chiku cũng đang ủng hộ cho là xu hướng lên. Còn bây giờ chúng ta xét trong H4 thì khu vực đỉnh này chưa bị phá, nhưng mà cũng chứng minh cho chúng ta thấy là vùng cầu này là vùng cầu mới và đang có sự tích lũy vào đó, có khả năng hôm nay sẽ phá thôi, có thể vào phiên Mỹ là sẽ phá lên. Và mình khuyên mọi người với điều kiện, tất cả điều kiện đều đang cho ủng hộ cho cái chiều mua lên như thế này thì chúng ta không nên sell. Ở đấy là cái GJ là như vậy, thì anh các chị tham khảo. Mình sẽ tiếp tục làm tiếp một clip nữa về Dow Jones, anh chị cùng đón xem.